chả bà con, chả thì bà con ta biết hết rồi đúng không bà con? Nhưng mà có những người mặc dù biết chả ăn không có gì nguy hại mà ăn tốt chung không, nhưng mà có những người có những bệnh này vui lòng đừng ăn chả để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Đó là những người buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng, suy gan, suy thận, biếng ăn, da xanh xao, suy nhược cơ thể, teo tinh hoàng, vô sinh, bà bầu. Chả nó có hành thê cho nên rất nguy hại cho sức khỏe, cho người béo phì, người ăn kiêng rất là có hại. Cho nên chả có những một số người và có những bệnh này vui lòng đừng ăn nha bà con. Ăn không tốt gì cho sức khỏe và căn bệnh của mình. Đó là những người và bệnh nôn ói, muốn ói, đau bụng, tiêu lỏng, suy gan, suy thận, biếng ăn, da xanh xao, suy nhược cơ thể, teo tinh hoàng, vô sinh, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, chả béo phì. Chả nó có hành thê nguy hại cho sức khỏe. Và những người không ăn nữa là người ăn kiêng, người béo phì. Còn người nên ăn, ăn được là ăn cách nhật hay là 3 lần trên một tuần. Đó, những người đó là không nên ăn. Còn ăn được là ai ăn cũng được, nhưng mà chỉ nên ăn cách nhật hay là 3 lần trong một tuần. Các bệnh lý về tim mạch giảm nguy cơ cho đột quỵ, giảm nguy cơ cho ung thư. Vậy là chả ta ăn cũng tốt, nhưng mà phải ăn là cách nhật hay là 3 lần trong một tuần, ăn như những loại ăn bình thường khác. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Nào 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 nào, xin chào.